phần tiêu chuẩn cũ là về dây rốn. Dây rốn xưa chúng ta có đánh giá nhiều không bạn? Ít cơ mà. Rất ít. Thực tế chúng ta có cái đánh giá một chút nha. Đôi khi nó lại là cái mà để các bạn cho thì vậy là đến cái siêu bạn nhiều hơn. Suốt ngày thì dây rốn quấn cổ anh chàng hoa quấn cổ thì nghe kinh quá. Từ chàng hoa nghe cảm giác như mày đi địa. Nhớ con. Dây rốn, đây là một cái cầu nối mạch máu đánh đau và em bé. Cấu trúc của nó bao gồm cái gì? Một tĩnh mạch rốn và hai tĩnh mạch rốn. Tuy nhiên, phải bảo thai bắt đầu hình thành hai tĩnh mạch. Sau đó thì một tĩnh mạch bên phải teo đi và còn tĩnh mạch bên trái một phát triển. Tĩnh mạch thì nó vẫn phát triển cả hai và có và sau này khi mà em bé nó cắt dây rốn đi rồi thì các động mạch và cái mạch rốn nó sẽ tự teo đi khép kín lại và tạo thành một dây chằng như rốn từ rốn xuống chỗ bàng quang này sang động mạch chậu hai bên này và một cái dây chằng gì nữa trần tròn gọi là mặt dây gan và cái ống tĩnh mạch thì tạo thành dây chằng ống tĩnh mạch dây chằng ở đây chứa ở trong cái dây rốn có một cái chất gọi là chất quan tâm. Cái chất này rất quan trọng làm cho đa mạch máu này nó có cái phần đệm bao quanh em bé có đè vào cái dây rốn thì cái mạch máu nó cũng bị xẹp. Bạn biết rồi, nếu như mà nó bị xẹp thì không khác thì tắc cổ bé đúng không, không thở được, hoàn toàn là dinh dưỡng qua dây rốn qua đường tiểu đâu. Đấy, chất thạch này nó là cái cấu trúc đàn hồi là nó bị xẹp mạch máu, nhưng mà cái cấu trúc thạch này nên nhớ nó có một đặc tính rất đặc biệt, tức nếu tiếp xúc với không khí ngoài trời lập tức nó sẽ đông cứng lại, bóp nghẹt mạch máu ngay lập tức. Chính vì vậy mà khi mà em bé chuyển dạng, em bé chưa lọt ra mà dây rốn xa bên ngôi rơi ra ngoài trước thì nó lại tắc mạch luôn, em bé suy thai rất cấp tương đối nhanh, em bé có thể chết ngạt. Và ngoài cùng thì có cái màng ối mà ối nó lót đặt trong chiếc thai, nhưng đồng thời nó bao phủ cái khuôn mặt ngoài của dây rốn. Và trên xương chúng ta cắt ngang là sẽ thấy được ba cái mạch máu, cái mạch tròn tròn này to này, hai mạch bé hơn nằm đây và cái tăng lông này chính là cái thành quan tâm, nó phải màng ối tổng cũng gì được bao giờ đến đủ ba mạch máu rất quan trọng, cái xương đến ba mạch quan trọng, nếu như nó thiếu mạch máu thừa mạch máu thì cái nguy cơ dị tật tim thai cao đấy nhé, bao giờ đến từ đủ ba mạch máu. Và cái gì nhìn thấy khi phổ lốc le vào thì chúng ta thấy rằng một tĩnh mạch và hai tĩnh mạch nó xoắn nhau giống như là một cái sợi tương đương giống như là dây thừng. Cái xoắn này rất quan trọng, khi bé kéo căng ra thì do nó xoắn tiếp tục nó căng ra được, nó chu giãn được cả cái dây rốn ở trong bụng mẹ, nó không bị ảnh hưởng gì đến cái cử động của bé cả. Cái bất thường của dây rốn thứ nhất là bất thường của chi cắn dây rốn. Bình thường đấy thì cái chính là dây rốn nó gắn vào đúng ở giữa bánh dọc và đúng giữa vị trí mà bánh dọc tiếp xúc được mặt đáy đấy. Và cái mặt đối diện là bằng bao nó sẽ thay triển, nhưng trường hợp này cái sự thay triển nó không những là mặt mà dưới bao, một phần nó lại sang màng đáy, cái phần phía khi màng đáy làm cho gì nó thay triển tới gần chỗ vị trí bám của dây rốn, tức là cái thay triển nó bị lệch làm cho cái dây rốn không bám được đúng giữa bánh rau mà bám vào bờ bánh rau, đây là một trường đặc biệt. Nhưng mà cái này của nó dễ lắm, không khó lắm, cũng 22 thì điều ít khi chúng ta tìm nó thôi. Sau khi bao tìm được rất khó tìm để trẻ hết và nó bám vào một bên bánh rau, những trường hợp mà bám vào phía bánh rau này thì phần lớn cũng không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên là ta thấy rằng tỷ lệ bé chậm phát triển sẽ cao hơn những bé có dây rốn bám không được thì cũng có thể do bám lệch bên, cái dinh dưỡng từ bánh rau cho bé nó sẽ không được tốt bằng, có thể rồi thì mình cũng nắm chắc được đấy. Và cái dây rốn khi bám lấy bánh rau có một cái hưu đặc biệt là dây rốn quá mỏng, tức là gì, dây rốn nó lại
từ đường dây rốn bám bên sau đi thẳng vào đường mạch gối, bây giờ nó cũng đi thẳng gối ngay mà nó nằm dưới màng đệm, xong rồi nó vòng vào trong gối. Đấy, bây giờ có cái phần màng đệm nó cũng áp sát lại tử cung. Và khi có cái đoạn như thế thì nó có thể đi qua túi lỗ trong cổ tử cung thì nó gọi là dây rốn tiền giáp. Cái hiếm gặp loại tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu chị Sương thấy dây rốn nó bắt vào lỗ trong cổ tử cung làm đi làm lại cũng như vậy, những lần sau xương vẫn như vậy thì đây là một cái dấu hiệu về màu đen. Tất nhiên tôi trẻ thường được rồi, bạn cứ vẽ ra có thể rối được cứng đầu cố lọt xuống được thì thành gì như rối bên côi sang côi đúng không. Cũng bất thường nữa là bất thường về chiều dài cây rốn, chúng ta có đo được chiều dài cây rốn không? Không ai đo được cả, mặc dù nó có bất thường xương chúng ta rất khó đánh giá đấy. Đấy là bình thường chiều dài rốn là từ 30-120 cm, dưới 30 là ngắn và trên 120 là dài. Thế nhưng không ai đo cái đẹp. Tuy nhiên dây rốn quá ngắn thì chúng ta sẽ nhìn không rõ. Khi ở quý 2, thậm chí quý cuối quý 1 chúng ta thấy bé dính với thành tử cung và không chuyển động, rất khó cắt từ đó. Do dây rốn rất ngắn. Và những trường hợp đấy khi phát hiện sớm thì nó rất hay gặp liên quan đến những tật thai nhi đi kèm. Tôi gặp 2-3 ca đó, tôi muốn xác định đều chỉ tập đi kèm. Còn trong kinh văn tôi nói rằng một số trường hợp ngắn nhưng cái bé không gì tập thì dẫn đến cái chuyện gì? Khi để bé sẽ không lọt, cứ giữ lại, cứ rối giữ lại. Và nếu để cố dẫn đến chuyện gì? Lộn bụng tử cung, nghe này là chắc là không ai gặp nữa. Thì thời tôi đi học, sinh viên thì thấy chúc là thấy mất rồi. Nó cứ chúc là những thầy đồng hành sáng như xưa. Thì thời nó cũng cương, cũng cương mất rồi. Thì thầy kể chuyện ngày xưa những xây một vườn chuối, và có bà mẹ mà đẻ nó dây rốn ngắn nó ra vườn chuối đẻ. Thế bà ngày xưa nó cũng đẻ nhiều, bụng tử cung nó rất là mềm. Thế đẻ em bé ra thật, vẫn ra được, đánh rau chưa bong, kéo lộ đặt trong vườn cung lộ ra ngoài, vẫn một bé gà kéo lộ mà mẹ sốc vườn chuối. Nhưng mà cuối cùng của thầy mà vẫn cứu được cả mẹ cả con. Nhưng đấy là câu chuyện chắc là rất hiếm gặp. Thầy là chuyên sản bao năm biết lại cho tôi chuyên sản. Chắc là không bao giờ nhìn những chuyện đấy. Tôi nói là như vậy, ở đây là cái đầu nó, cái khi chuyển dạ đầu nó cao cái nó xuống được. Tôi chưa thấy cái đẹp bao giờ. Em bác sĩ sản được, không đặt. Tôi chỉ thấy cái trường hợp là ngắn mà chỉ tập thai, tập 2-3 lần. Còn dây rốn dài chẳng làm sao, dây rốn dài thì phần lớn nó hay có cái vòng quấn cổ, quấn cái chân màu xanh. Tuy nhiên ở đấy là có thể cắt đúng, mà đặc biệt là dây rốn xa bên mu. Cái trường hợp mà đa ối này cộng với cái dây rốn dài thì khi mà trưởng dạng nó vỡ ối sớm, em bé cái vùng bào vùng bềnh nó cũng tì đè vào cái vùng eo tử cung thì vỡ khoảng rộng nó muốn trượt tuột ra theo cái ối dẫn đến dây rốn xa bên mu, dẫn đến tôi vừa nói rồi chất thành bạc tâm đông tắc lại và em bé suy thai. Đấy để cấp cứu là một trong những tối cấp cứu sản phẩm. Nhưng những cái này không phải nhiễm xương chúng ta. Còn cái phát đúc thì có chẩn đoán được không? Thật sự các bạn cực kỳ khó chẩn đoán. Vì sao chúng ta cũng rất quen tìm người đánh liếm, tìm và không tìm thì xảy ra không biết được đâu. Ngay cả khi nó xảy ra rồi chưa chắc chúng ta đã tìm được. Cái dây rốn bình thường như này mà nó phát đúc khi chuyển động con bé tìm cờ nó sắm phát đúc cũng như này thì cũng không sao cả. Nhưng khi nó căng ra cái nút nó siết vào cả thì máu nó lại cản trở. Đấy. Khi chúng ta thăm khám đúng lúc mà nó không siết thì sao? Chả thấy gì cả. Còn khi nó siết vào thì chúng ta phải siêu tốc le động mạch rốn ở hai vị trí, một là gần rốn, hai là vị trí gần điểm bám của cánh rau. Thì thấy ở phía rốn thì động ra đây phải rốn cao nhất, cao ngoài nó cắt rồi. Động mạch rốn là gì? Nó đẩy máu từ bé sang rau mà dây rốn thì từ cánh rau về miệng cắt rồi đẩy ra ngoài, mất trở kháng, mất dòng chảy tâm trương, nhà đấy rất cao, giữ dòng chảy cao chiều tâm trương. Đấy. Còn ở phía cần bánh rau làm sao? Nhà đấy làm sao? Rất là thấp, đấy, cái đỉnh tâm thu nó thấp, nhà đấy nó rất thấp. Đấy, nó ngược nhau thì thế, lúc đấy là tâm lần thì cũng thấp. Ngay cả bên bệnh viện vườn vườn y tá làm phụ có thầy xin xuất phục cùng em bé mất đột ngột. Rất là tiếc, 6 tháng, 36 tuần mới mất đột ngột. Sốt nhiễm thôi. Anh chỉ chắc thấy nhiều nhất tức là dây rốn quấn cổ, quấn chân, quấn tay.
đây thì cắt ngang qua cổ vòng xuống mất cổ đấy. Và người ta thấy rằng có 20% của bé bình thường có một hoặc hai vòng dây rốn mất cổ chuyển dạng bé bình thường đấy. Chính vì vậy dây rốn mất cổ này nó có ảnh hưởng gì không? Phần lớn không ảnh hưởng đến tim đập bé. Khi dây rốn đủ dài em bé cũng chuyển dạng bé bình thường đấy, và nó cũng chẳng cắt cổ bé đâu và nó cũng chẳng bị nghẹt mạch máu đâu. Tôi nói rồi, thạch bắp tâm rồi cái vòng xoắn của động mạch rốn, cái tim mạch rốn nó đủ để làm cho dinh dưỡng mạch máu hoạt động hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên một số trường hợp, ít trường hợp cái rốn của bé là không quá dài, nó quấn hai vòng cổ rồi thì cái phần còn lại nó ngắn. Khi mà chuyển dạng thì sao? Em bé nó không lỏng được, đầu nó cao thì các bạn biết rồi, cổ cái cung mở ta bốn phần, đầu bé cao thì người ta cũng mổ đẹp. Chính vì vậy một số người như cái C người ta ở cái trạng thái người ta C là học thuật cao, không thích mổ đẹp thì dễ dãi đâu, thì việc đọc cái rốn tâm cổ cái bạn xương không cần thiết. Chỉ một số bác sĩ đã phản ứng như vậy, xương có vòng dây rốn cấp cổ mà phản ứng vẫn bình thường, không vẫn cũng chả làm sao, vẫn chả làm sao, ghi mà người bạn mình suốt ngày hỏi nó gọi điện. Mà chúng ta cũng nói rằng nó chỉ có một cái chuyện đặc biệt từ dây rốn nó ngắn, quấn rồi cái phần còn nó ngắn thì nó khó lọt thế thôi. Và thứ hai thì tôi nhắc lại, rất nhiều trường hợp các bạn xương tay 20 tuần ghi nó có vòng dây rốn cấp cổ, nó ngẩn 20 tuần nó bơi tự do trong bụng mẹ, nó quấn khắp người có làm sao đâu, nó quấn tí nó lại bỏ ra làm sao đó, ghi vào bà mẹ nó sắp ốm. Mà các bạn biết rồi, khi bà mẹ lo lắng ấy, thì nội tiết nó thay đổi và bà mẹ tiết ra adrenaline và tiết ra covid thì dẫn đến rối loạn dinh dưỡng, rối loạn cảm xúc cho chính đứa trẻ trong bụng của trẻ bụng mẹ. Bạn biết rồi, nghe bà mẹ cho nghe nhạc thì con nó phát triển tốt, cho xong cuối cùng một lại cho con nó nghe nhạc xong thông minh, không phải đâu, thì nhà cái tác động bà mẹ cân bằng nội tiết, cân bằng dinh dưỡng của đứa trẻ. Trẻ nó phát triển tốt, nhưng nó nghe thấy cái gì đâu. Đấy, tức là nó tác động bà mẹ. Trong hợp đấy các bạn tự nhiên gây stress, ảnh hưởng bà mẹ, ảnh hưởng đứa trẻ. Tức là các bạn không làm tốt mà làm xấu. Cho nên cái dây rốn mất cổ quý 1, quý 2, đầu quý 3 thì có đọc rồi, ngưỡng thật. Tôi thì 3, 4, 5, 5, 6 tuần vấn thì các chị nói vào, cũng không làm sao, ghi vào kẻ theo dõi, nếu không nọt thì người ta mổ đẻ thôi. Đấy, để giải thích cho người ta như thế. Đừng bao giờ dùng cái chẳng hoa quấn cổ, dẹp ngay cái từ đi. Đấy, vấn đề dây rốn tiền đạo của tôi vừa nói rồi, bất thường về mạch máu của dây rốn, chúng ta phải đếm mạch máu. Nếu như mà cái số lượng mạch máu, hai mạch máu, bốn mạch máu, thì tất cả những đấy chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ bị tập về tim thai nó sẽ cao hơn em bé có đủ mạch máu, số lượng mạch máu bình thường. Như đây là một động mạch, một huyết mạch. Cái việc làm quan trọng hơn cái khác. Và đôi khi nó có giãn tĩnh mạch rốn, giãn tĩnh mạch rốn. Nhưng người ta thấy rằng phần lớn của giãn tĩnh mạch rốn không ảnh hưởng gì. Nó đang bình thường các bạn. Thế nó đang bình thường thì tự nhiên nó còn to phình này, một đoạn, xong dừng này. Nó rất hay gặp ở cái đoạn gần rốn. Tuy nhiên người ta thấy rằng cái tỷ lệ cái bé của giãn tĩnh mạch rốn này có cái nguy cơ thì tập cao hơn thì bé tập một chút như vậy. Nếu có nó chúng ta sẽ khảo sát kỹ những cái khác, đúng không? Phải làm sàng lọc khác chứ không phải chẩn đoán bất thường như vậy. Và nếu giả sử các bạn đây là hai cái đến được bốn mạch máu thì hai cái mạch rốn, hai cái mạch rốn thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải khảo sát để tìm hai như thế nào. Có những chuyện là tích mạch rốn bên phải thay bên trái, tức là bình thường tích mạch bên phải teo đi để lại bên trái, bây giờ teo bên trái để bên phải, bên dưới đổ về bên phải như bình thường. Nhưng cái đấy thực ra là không quan trọng, tôi thấy rằng nó chỉ là cái thay đổi thể quản, không ảnh hưởng gì, ít khi tôi định chỉnh đấy. Thì do thắt nút tôi vừa nói rồi, nếu mà chúng ta siêu âm tìm thì nó sẽ làm LRI của gần rốn và gần mạch rau, LRI là số gần rốn thì nó cao, LRI gần rốn gần là mạch rau nó thấp. Và khi chúng ta làm được tìm cũng mũi thấp như này cũng rất khó làm, tôi chưa làm được bây giờ. Kẻ là cái thắt nút được bảo luận về cái chuyện sắn quá nhiều sắn quá ít cũng thôi, chúng ta đừng quan tâm cái này quá nhiều. Chúng ta thấy là nếu cái rốn quá thì người ta gọi là em bé có nhiều nguy cơ bất thường cao hơn của cái này nang dây rốn.
đôi khi trong cái chất sẽ có phần của người ta thấy mặt mũi đấy. Và người thấy là cái này cầm phần lớn của bệnh thì bé nặng. Máu tụ dây rốn tại vị trí của cái dây rốn của tên cục máu hoạt động như thế này. Và rất hay gặp liên quan cái gì các bạn? Liên quan đến cái gì? À. Cái gì? Bây giờ sàng lọc thai nhi nó phát triển, Việt Nam chúng nó phát triển sàng lọc thai nhi rất nhiều. Chúng ta siêu âm đo bằng sáng da gáy, đúng không? Xem xương mũi, xem mũi tật, rồi làm triple test, double test, rồi là làm NIPS, đúng không ạ? Nếu em bé nguy cơ cao thì làm gì? Chọc ối. Khoảng 18-20 tuần chọc ối, đúng không? Quá trình chọc ối này thì bình thường đấy, người ta bao giờ tránh cấu trúc và thai nhi. Tuy nhiên do em bé đối động, mình cắm vào đúng lúc em bé đối động đẩy lên rốn vào đây là máu tụ đấy. Đây là một tỷ lệ rủi ro nhất định sẽ xảy ra khi sinh thiết gây ra hoặc gặp rủi ối. Những cái chảy máu nhỏ thì phần lớn nó sẽ ổn định, nhưng chảy máu lớn có thể gây được xảy ra chấp nhận trong cái tỷ lệ đấy dù cái không nghiêm trọng thôi. Tôi thấy là chỉ nghi trọng anh nhiều chưa thấy xảy ra lúc nào mà cái này trọng và hóng lợn.